Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà chủ nhà chuyển đổi công tác có nhờ bên Nhà Tốt bán một ngôi nhà diện tích 31 m² xây dựng là 4 tầng, nằm trên mặt ngõ nhà nước, cách đường ô tô chỉ có 2 nhà là ra tới đường ô tô, xung quanh ngập tràn tiện ích. Và với thiết kế của ngôi nhà này thì tương đối là mới mọi người ạ. Và chủ nhà ở có lộc thì có chuyển đổi công tác hướng nhà là hướng đông nam, ngõ đường thực tế ở trước nhà đây thưa quý vị, kia là đường ô tô, đây là ngôi nhà. Nếu như để mà nói thì căn nhà này ô tô nhỏ có thể vào tận cửa, hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với phần cửa chính thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Nhà này thì chủ nhà xây dựng cũng như là thiết kế rất chi là hợp lý nha mọi người. Với phần tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Và chủ nhà cũng có để lại một chút nội thất đúng như theo hiện trạng ở trên video cho mọi người nhé. Đây là phần nội thất tầng 1 của ngôi nhà. Hệ thống trần thạch cao, quạt trần, bộ bàn ghế. Giá bán thì chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút xíu thôi là quý vị có thể sở hữu ngôi nhà này. Và đặc biệt với căn nhà này thì pháp lý chắc chắn là chuẩn chỉnh. Chủ nhà có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà này quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 6 đến 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất là tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm với lãi suất ưu đãi nhất tại thời điểm hiện tại chỉ có 6,5 đến 7% thôi thưa quý vị. Ngoài phần tầng 1, phần để xe này, phòng khách này, ở kia chủ nhà thiết kế cho quý vị một tủ kệ giày này. Đấy, và ở đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp thì thiết kế, nói chung chủ nhà đã ở rồi, cho nên có sao em sẽ quay review đúng theo hiện trạng cho quý vị là như vậy. Với phần tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ. Ở đây chủ nhà còn để lại cho mình một chiếc bếp này. Rồi là ở đây thì phụ kiện bếp mọi cái đều lắp đặt xong hết. Đấy. Kệ để lò vi sóng và ở đây vẫn còn một chiếc lò vi sóng cho quý vị. Rồi một chiếc kệ ở trong phòng bếp. Thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ thông thoáng. Ở đây thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ cho quý vị. Công năng sử dụng cho một hộ gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con cũng như là quý vị có thể ở thêm bố mẹ nữa cũng tương đối là hợp lý. Toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây là gỗ mọi người ạ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Và với vị trí này thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông này, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân này, quý vị đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài này. Xung quanh ở đây thì có những tiện ích gì ạ? Thứ nhất là chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Thứ hai là gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần trường đại học Phenica, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, gần bến xe Yên Nghĩa. Nói chung là tiện ích xung quanh ngập tràn cho một ngôi nhà giá cực kỳ là rẻ và hấp dẫn như thế này. Mời mọi người theo em lên tiếp theo khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Đây là phần cửa sổ phía sau và đây là phần công năng sử dụng ở phần tầng 2. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Phòng ngủ tương đối là rộng rãi và đồng thời thì nói chung bán nhà theo hiện trạng, còn điều hòa này, còn rèm cửa này, giường, tủ, bàn phấn là chủ nhà toàn bộ để lại hết cho quý vị nha mọi người. Với cái giá bán 2,080 triệu thì bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hướng nhà đông nam rất là mát, nhà thiết kế kiên cố, hiện đại, chắc chắn. Đó. Và với căn nhà này thì cái công năng sử dụng tương đối là hợp lý mọi người nha. Này. Với chiếc giường là cũng có, ở dưới là có tủ kéo ra kéo vào này. Rồi là bàn trang điểm. Ở đây là chủ nhà thiết kế thêm một tủ quần áo. Quần áo người lớn này, quần áo trẻ con. Đây mọi người ạ. Một tủ bốn cánh nha mọi người. Đó. Nói chung có sao thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị hiện trạng nhà như vậy. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Nhà còn tương đối là mới mọi người nha. Cho nên là mọi người về ở hoàn toàn yên tâm. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 của ngôi nhà. Chủ nhà cũng lắp sẵn bình nóng lạnh cũng như là ở đây là có cái đèn sưởi rồi mọi người nha.
Đó. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Tất cả các át điện của những ngôi nhà thì là theo từng tầng mọi người ạ. Đây là phần tầng 3. Tầng 3 này thì chủ nhà cũng để lại điều hòa, rèm cửa, giường, tủ ở đây mọi người ạ. Này. Thiết kế tương đối là hợp lý trong một không gian phòng. Một tầng một phòng diện tích 31 mét, thiết kế một tầng một phòng cho nên là trong cái không gian phòng tương đối là rộng, thoáng. Đó. Cửa sổ cũng thiết kế hai lớp, rất là chắc chắn, kiên cố. Phòng ngủ ở đây ngoài cái phần kê giường này, kê kệ này, cũng như kê tủ đều ở đây này, vẫn còn không gian sinh hoạt ở trong không gian phòng mọi người nhé. Đấy, nói chung là bán nhà theo hiện trạng. Mọi người đến xem video như nào ấy, thì đến nhà nó là như vậy. Cửa thông phòng tầng 3 đây, tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế cửa gỗ. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 đây. Đầy đủ công năng. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Đáp ứng cho quý vị nhu cầu sử dụng theo từng tầng. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Trên tầng 4 thiết kế một khu vực để máy giặt riêng cho quý vị. Và chủ nhà cũng có thể để lại một chiếc máy giặt cho mình nữa nhé mọi người. Đây ạ. Cửa sổ giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực tầng 4 cũng như khu vực cầu thang và phần còn lại ở trên tầng 4 ở đây. Tầng 4 này thì chủ nhà có thể quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng, sân phơi và với cái căn nhà mà mình đã quay review theo hiện trạng, nhà còn tương đối là mới, chủ nhà cần công tác chuyển đổi nhờ bán giá rẻ hấp dẫn, thiết kế tặng lại nội thất, quý vị có thể xách vali về và ở ngay. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để có thể được tư vấn cũng như là hỗ trợ quý vị đi xem nhà có thể chốt được căn nhà ưng ý và hai số điện thoại ở trên phía màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.